là đúng rồi. được cái gì Đúng mà rồi, bác có cũng được tiền, lợi bác ha. có tiền chứ lợi gì, bác quá lợi luôn. Dạ. Tại vì khi vô phòng mổ là cái phí phòng mổ nhiêu đó, thêm dịch vụ thứ hai thêm có tí thôi. Nhưng mà em cảm thấy là bác tương đối rất là có tâm. Tại Nên vì hôm trước em lại muốn làm một hết luôn, có nói nó không được rồi sao làm. chia ra phải chia ra thành mức độ, Đúng rồi, em nghĩa là bác làm cái gì nó cũng phải cho bác chọn cái an toàn là cái đầu tiên. còn bả gì bả nước ngoài về nên bả đi làm nó làm ngực mà bả làm bụng rồi bả làm xong rồi bả ngủ không được bả khóc luôn, Thấy bả chưa? khóc quá trời khóc luôn, bả điện bả khóc xong em nói sao khóc vậy, em cũng mới đi làm nó vâng vậy đó, xong bả nói sao biết vậy thì giới thiệu chị bây giờ chị ngủ chị không ngủ được, chị không nằm được, chị không ngồi được, Rồi nó cũng sẽ qua thôi, nhưng mà nó cực khổ. nó đau khổ Rồi nó có một chút xíu nó không an toàn thì bác cái gì dạ nó không an toàn là bác cắt liền. mà em thấy cũng Đúng không? Đúng rất không? là kỹ. Kêu bác kêu làm thêm bác không 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 làm. Làm cái mức độ chia dịch vụ ra, chia ra cho nó an toàn. Mình khỏe, bản thân em cũng khỏe, tối ngủ ngon lành. Khỏe đâu, vì nó mắc gì mình phải làm liền vậy. Đợi thêm chừng vài tuần hay là mẹ khỏe làm thêm nữa là nó ok hơn nha. Trời, chứ làm Vậy nhiều mới bác làm được. khoái lắm, bác Đúng thích lắm rồi, luôn. em đi qua bên kia nó tư vấn em là làm hết đi, làm hết đi. Xong tự nhiên qua đây bác không cho làm đó, cái em cũng đặt cái dấu hỏi. Nó mà về gặp nghe chị mới nói đúng ngay y như bác nói. Y nhau không? Không có làm được hết tất cả được. Làm phải trừ cái mông ra, đang ngủ. Còn này làm luôn cái mông, làm luôn cái ngực, làm cái bụng, không ngủ được. Quỳ không luôn Quỳ còn gối gì. cả tuần lễ hả? Quỳ gối với nó bác khóc, bây giờ quỳ bây giờ ngủ không được bác khóc. Tạc nghiệp. Quá trời tội luôn, thiệt luôn. Đau lắm bác ơi, là Đau em đang đau chứ. mà. Mình đứt tay có chút xíu còn đau Đau mà. lắm, em suy nghĩ mà em tội bác. Đứt tay có chút xíu còn đau mà, muốn ngồi làm nhiều Làm quá. quá trời luôn mà không ngủ được nữa thì nó quá là đau quá. Đau lắm. Cũng như giống như một số người ta nói thôi nghỉ dưỡng một lần. Dạ đúng rồi, em cũng tính vậy. Nghỉ dưỡng một lần đâu phải mình, đâu phải như cái máy đâu mà muốn sửa nhiều sửa. Em tính là em nói trời tức ghê, em đi lên làm không có đồ vậy đó. Bác nói mày mày quá trời sai, con nhỏ bạn em này mày quá sai lầm. Xong rồi nó nói em xong em cũng không có để tâm nha. Xong đi tới bả nói, bả khóc bả nói em mới giật mình. Trời ơi, mình cũng hên quá. Thấy chưa? Ai cũng nghĩ là làm một lần mà nghỉ dưỡng mà nó khổ lắm, cực khổ lắm, nó có một chút xíu gì đó nó không an toàn thì thôi. Cũng hên, cũng không bác nói như vậy. Ừ. Nên em nói thôi, bữa em qua làm bác Vân đi, có tâm lắm. Giới thiệu nhiều người lắm rồi. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Rồi. Thôi em về bác. Rồi, bữa có làm cái ấy thì em ghé là tiếp. Đúng rồi, bác là vậy đó, làm nhiều thì có lợi bác, nhưng mà không có lợi cho khách hàng là bác không làm. Dạ, Vậy dạ. thôi. Cảm ơn. Đã.